Mến chào anh em, Mercedes GLC 300 đời 2019. Hiếu đã nâng cấp xong cặp ghế VIP vô cùng xịn sò dành cho dòng xe này. Và chủ nhân của xe của chúng ta là chủ của một cơ sở tiệm vàng ở Bình Dương. Bây giờ Hiếu mời anh em bước vào bên trong xem cặp ghế VIP mà Hiếu vừa mới độ xong nhé. Vâng, anh em thấy không, đây là cặp ghế VIP vừa được factory của Vika độ xong đó. Và cặp ghế VIP của chúng ta cực kỳ rộng rãi và thông thoáng anh em nha, rất là rộng rãi, thoải mái. Và vị chủ nhân của chiếc xe này độ cặp ghế VIP này dành cho vợ của ảnh thường xuyên mà đi giao dịch đó, ngồi cho nó được thoải mái hơn, nó đỡ mệt mỏi hơn. Cặp ghế VIP của chúng ta dĩ nhiên là full điện anh em nha, nó mới cân xứng với nội thất của một chiếc xe Mercedes mới được. Nó chúng ta chỉnh điện tiến lùi, ngã lưng, nâng chân, và dĩ nhiên ghế của chúng ta được trang bị massage và mát ghế đầy đủ luôn. Và hai bên sẽ có bộ sạc không dây ở hai bên cái gác tay của chúng ta. Nó và bộ công tắc Mercedes điều chỉnh ghế rất là rộng rãi, hai bệ tì tai ở phía bên ngoài rất là mềm mại để chúng ta có thể tì tai mà chúng ta không sợ mỏi. Phom ghế thì là kiểu alpha, được bọc da nách 3 cộng với lại là cái mút là đúc hết, thành ra là ngồi rất là êm và hành trình của ghế cũng rất là mượt, rất là nhanh và lẹ. Đặc biệt nữa anh em thấy là cái con ngựa ở bên giữa ha, thiết kế con ngựa này là một trong những cái sáng tạo. Ở phía bên trên nó rộng ra để chúng ta có thể là tì tai được hai bên tì tai, và ở phía dưới là nó hẹp lại để làm sao nó đảm bảo đủ cái không gian, vừa có hai cái ghế VIP vừa có con ngựa ngay chính giữa mà vẫn đảm bảo cái góc ngã nghiêng của cái ghế chúng ta ngã được rất là nhiều, ngã được khoảng 150 độ thì anh em thấy rất là đã, rất là sướng cho cặp ghế của chúng ta. Ở đây nó cũng sẽ có hai cái cốc ly, khay ly của chúng ta để ở vị trí này nữa. Và Hiếu chọn cái da nách 3 màu đen cho nó phù hợp với cái da zin của ghế luôn, bởi vì cái nội thất của cái xe này là màu da zin rồi anh em nha. Nó thông thoáng, rất là đã, rất là xịn luôn đó. Và một điều đặc biệt nữa là toàn bộ cái combo ghế này được sản xuất tại factory của Vika. Với một cái combo như vậy nó rơi vào tầm khoảng 60 triệu thôi anh em, rất là dễ để cho chúng ta có thể trang bị cho dòng xe của mình. Và anh em nào đang đi những dòng xe tương tự mà quan tâm về cặp ghế như thế này, hãy liên hệ với trung tâm Vika nhé. Xin thân ái chào tạm biệt anh em.